Hai đại gia đình, mình xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình chuẩn bị là gắn cái quạt này cho ở đây. Ở phòng này là phòng khách ha. Mình mới mua được cái quạt, cái giá rất là rẻ. Cái giá nó là 134 đô ha. Mình mua chỉ còn có 39 đô thôi. Là 52 inch ha. Cái quạt này cũng là có cái quạt đời mới chứ không có cũ lắm đâu. Không có đời cũ, quạt đời mới nè. Mới tinh luôn, còn trong cái thùng ha, chưa có mở ra. Cái này mình mua ở Lowe's á, thỉnh thoảng ở Lowe's nó giảm giá lắm. Ok, giờ mình mở cái hộp ra nha. Mình sẽ gắn cánh quạt vô, đèn vô, rồi bắt đầu mình mới bắt lên. Cái quạt thì gắn cái đinh đây nè. Thì cần cái súng bắn đinh với trực điện với kìm điện ha, với mặt keo điện. Giờ mở cái hộp ra nha. Đây là cái cuốn sách ha, cuốn sách để nó chỉ cho mình cách gắn á, không cần. Quạt đây, bộ đèn này đèn LED ha, đèn đèn này xài nó không tốn điện. Đây có hai bóng, cho mình hai bóng ha. Cái này thì những cái con ốc để bắt quạt vô, bắt cánh quạt luôn. Cái này nó cho mình để mình nối thêm á, nếu mà cái trần nhà mình cao á thì mình dùng cái này ha, cho nó thòng xuống á, thòng xuống. Cái đèn này, đèn này, cái đèn này lớn này, đẹp à, còn kín ha. Này gắn cánh quạt cho đây. Ok cả nhà, thì cái cánh quạt này thì nó có hai hai bên ha, thì nó có sẽ nó có hai màu, mình thích cái màu nào thì mình gắn cái màu đó ha. Cái màu đậm, mình phải gắn màu đậm nằm ở dưới vậy nè. Cái này là nguyên bộ. Này thì mình dùng súng bắn đinh á, nó nhanh hơn. Mình thích cái màu này nằm ở dưới á, nó có hai màu khác nhau ha. Cái màu này nằm dưới nó hơi đậm á.
có 3 ngóc ha, 3 ngóc. Bây giờ gắn cánh quạt vô nha cả nhà. Thì trong này nó có ốc trong này sẵn rồi đó, mình cứ lấy ốc trong này ra mình gắn vô thôi. Xong rồi ha, bây giờ mình bắt đèn vô nha cả nhà. Cái quạt này thì nó hơi cầu kỳ một chút nha, mà hơi đẹp à. Cái quạt 52 inch lớn ha. Cái quạt này là lần đầu tiên mình gắn đó nha. Hồi xưa là gắn mấy quạt thường thường thôi. Nhưng mà cái quạt này nó có tiếng này kia luôn, đẹp lắm. Chịu cực bỏ công ra mình làm gì nè, đỡ tốn tiền lắm. Ôi mấy cái này ở nước này tốn nhiều tiền lắm. Gắn cái quạt này đây là mình trả tiền công cho người ta ít nhất là 60 đô. Gắn cái quạt này nửa tiếng đồng hồ xong thôi. Cái trong này nó có điện nha, điện này là để bắt đèn đó, này cho vô với nhau, thấy nó gạch đỏ đây không, đỏ đây ha, thì bên đây cũng đỏ với nhau nè.
Vẫn là không biết chạy rồi nha. Phải chạy chứ. Cái tiệm lâu sau này mình khi đi mua đồ mình hay ghé mấy chỗ mà nó bán nó hay giảm giá đó, nó gọi là clearance đó, giảm giá. Giảm giá nhiều lắm. Cho tao kia. Cái quà này mà nó bán còn có 39 đô. Xong cái này để chuẩn bị mình bắt lên ha. Còn cái này là của cái này đây, cái này bắt của kiến vô. Cái kiến là vô thì mình đợi cho xong rồi phải cắn vô. Tại bây giờ còn mang lên cái gì. Đẹp chưa? Chưa. Xong rồi mình cắn vô để cho nó bể nha. Giờ chuẩn bị là bắt lên trên trần nhà. Khi mình gắn lên trần nhà đó thì mình phải còn gắn cái này vô nữa ha. Thì giờ cái này đó thì mình tháo ra ha. Tháo ra tại cái này chụp lên trần nhà đó. Cho nên là mình phải tháo ra, mình phải cho vô trong cái ống này nè trước khi mình gắn vô. Chứ để thôi mình gắn vô rồi mình không thấy được, phải bỏ vô vậy ha. Vô vậy. Còn cái này thì cái này thì bỏ vô vậy. Cái này thì nằm ở dưới vậy nè. Rồi dây điện, ở đây là dây điện, mình cho dây điện vô luôn ha. Ở đây là có cổng điện đen này, điện đen, trắng và xanh ha. Thì lúc nào cái cổng dây điện xanh và đen mình phải đi chung ha, điện trắng đi một mình. Tại vì điện đen với điện xanh nó là cho cái quạt với cái đèn nó phải nhập vô chung. Ở đây là nó có cái cây bắt ngang á, cho nó chắc á, không có cây bắt ngang là không được nha. Đây là nó có cái chặn chặn lại, chặn của cây nó lại đó, cây mới chọt qua đó. Cái hai ngóc mình mới tháo ra là bây giờ phải bắt hai ngóc này lại ha. Bây giờ cái này mình bắt lên trần nhà ha, bắt lên trần nhà, bắt rồi cái này nó sẽ vô trong cái ngàm này đây. Chỗ đây nó có cái móc á, là chỗ này nó có lỗ nè, mình cho phải cho vô trong cái lỗ nó giữ lại cho nó chạy mấy quạt chạy mấy im nha. Ok, bây giờ mình bắt này lên trần nhà, nhớ là bắt phải đúng cho chắc nha cả nhà, tại vì cái quạt nó hơi nặng á, để nó rớt cái là chết. Ok,
Đây, cái trục này mình bắt lên cần nhà nha. Đó, mình bắt lên cái này nữa là xong rồi. Rồi giờ thì bắt dây điện ha. Đen theo đen, trắng theo trắng. Cộng này là cộng âm, thì phải đi với cộng âm đây ha. Vậy thôi, bây giờ mình bắt cái quạt lên là xong. Ok cả nhà, cái quạt thì mình đã gắn điện xong rồi ha. Thì giờ mình bắt cái này lên ha. Đó, bắt này lên cho nó trùm lại đó. Bắt này nó có 4 ốc đó, cái lỗ đi 1 ốc đó. Điện thì trắng đi với trắng, còn cộng màu xanh, xanh này nè với màu đen thì đi chung với nhau ha. Mình bắt vô vậy thôi. Thì giờ trước khi làm mình nhớ tắt cầu chì thôi, tắt không tắt, tắt không tắt đủ rồi. Ok, bây giờ mình bắt cái này xong, bắt cái này vô ha. Cái này vô xong rồi mình bắt cái miếng kiến vô nữa, rồi bóng đèn vô này kia nữa, rồi mình mở lên thử nha. Ok, bây giờ cái kiến này đây là mình sẽ gắn vô đây ha. Gắn vô đây, con ốc ra, bàn ốc. Bàn ốc đó, mình xiết nó vô ha. Mình xiết nó vô. Tại mình làm một mình á, thì mình quay hơi cực một chút, hơi khó. Ok cả nhà, giờ mình gắn cái quạt này xong ha. Bạn này quá trời luôn, giờ mình mở điện lên nha. Ok. Đây, đó là cái đèn cháy rồi ha, bên đây là cái quạt. Thôi đẹp. Im ru luôn, quá đẹp. Quá đẹp mà quá rẻ luôn, mua có 39 đô. Ok, tắt đây. Rồi đó mình tắt á. Đẹp quá. Rồi cảm ơn đại gia đình theo dõi nha. Nếu mà ai chưa đăng ký nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh mình giùm nha. Cảm ơn đại gia đình nhiều. Bye bye.